Công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Trang Việt Nam, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Bùi Thị Bích Thủy. Công ty Bao Trang hiện có gần 15.000 người lao động, 100% là đoàn viên công đoàn. Trong năm 2023, mặc dù tình hình sản xuất của doanh nghiệp cũng gặp khó khăn, tuy vậy các hoạt động công đoàn vẫn được duy trì, chủ yếu là công tác tặng quà, hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, vận động quyên góp công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, xây máy ấm công đoàn. Ngoài ra, vào các dịp lễ lớn trong năm, công đoàn đều tặng quà và tiền cho toàn thể người lao động. Với những nỗ lực hoạt động, trong năm 2023, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Bao Trang đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, tặng bằng khen trong chương trình 1 triệu sáng kiến. Năm 2024, công đoàn cơ sở công ty tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ tay nghề, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong công ty.